Thưa quý vị, thưa các bạn, dệt may là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam. Xuất khẩu dệt may nước ta đang nằm trong top những nước xuất khẩu dệt may cao nhất thế giới, vừa được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc khi Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ngành dệt may Việt Nam đóng góp 10% giá trị sản xuất công nghiệp toàn quốc, tạo công ăn việc làm cho 2,7 triệu lao động, chiếm tỷ lệ 25% tổng số lao động trong ngành công nghiệp, là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai cả nước. Trong giai đoạn 2009-2018, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may liên tục tăng trưởng với tốc độ trung bình ở mức 13,6%. Dù xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam khá cao nhưng chủ yếu gia công, gần 90% nguyên phụ liệu bao gồm cả các phụ liệu đơn giản vẫn phải nhập khẩu. Do vậy, nếu không nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, thì ngành dệt may không thể thụ hưởng các ưu đãi thuế từ các hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương mang lại. Các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA còn đặt ra yêu cầu về quy tắc xuất xứ, sợi và vải phải sản xuất ở Việt Nam hoặc các nước trong khối các FTA này thì mới được chứng nhận quy tắc xuất xứ và được hưởng ưu đãi thuế. Ở một số nước phát triển, ngành công nghiệp hỗ trợ thường đi trước một bước hoặc song hành cùng ngành công nghiệp chính. Nhưng ở Việt Nam, ngành công nghiệp hỗ trợ cho dệt may rất yếu. Các chuyên gia cho rằng, đầu tư công nghiệp hỗ trợ là khâu rất khó, khó cả về công nghệ, nguồn vốn, nguồn nhân lực. Trước những khó khăn trên, trong thời gian tới, chính phủ cần có chỉ đạo các địa phương đặt quỹ đất cho khu công nghiệp dệt nhuộm tập trung. Vì vấn đề quỹ đất đang khó khăn đối với doanh nghiệp dệt nhuộm, bởi các địa phương luôn quan ngại về vấn đề môi trường, xả thải. Không những vậy, việc bỏ ra chi phí để xây dựng nhà máy, xây dựng hệ thống xả thải là vấn đề lớn với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp dệt may cũng cần phải phối hợp để đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ. Cái công nghệ hỗ trợ hiện nay mà làm giá trị tăng nhất là công nghệ Watt. Như các anh cũng đã thấy, cái công nghệ Watt bây giờ họ cải tiến rất nhiều và tuyệt đối không ảnh hưởng môi trường. Cái công đoạn này trước đây thì nó liên quan dệt nhuộm và Watt là nó ảnh hưởng đến cái môi trường, nhưng bây giờ thì EU họ đã nghiên cứu ra 5 cái loại công nghệ thay cho cái công nghệ cũ truyền thống, mà đây là cái công nghệ mà có chữ eco mà ta đã hướng dẫn. Ví dụ như là cái anh thấy ở Vitadin ấy, là cái công nghệ về laser này, công nghệ về ozone này, công nghệ nano này, công nghệ về imac này, là những cái công nghệ đó họ thay tuyệt đối không ảnh hưởng environment. 5 loại chất thải độc hại từ trước nay có thì bây giờ triệt tiêu. Trong tình hình hiện tại đó thì công ty phải sắp xếp lại lực lượng lao động, đào tạo lại công nhân để nâng cao tay nghề, làm sao là coi như công nhân có thể sử dụng được nhiều máy và nâng cao cái kỹ thuật sử dụng máy tự động hóa để nó đáp ứng được nhu cầu công việc chuyên môn, phát triển những cái mặt hàng có hàm lượng chất lượng kỹ thuật cao để mà là thỏa mãn được cái nhu cầu của khách hàng cũng như là giữ được cái chính sách chất lượng ổn định và phát triển sự bền vững của công ty. Với những tiềm năng sẵn có trong bối cảnh hội nhập, cùng với việc Việt Nam đã ký và tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, ngành dệt may được đánh giá là một trong những ngành sẽ được hưởng lợi nhiều từ các hiệp định này. Các chuyên gia cho rằng nhờ hưởng lợi thuế quan từ CPTPP và EVFTA, hàng dệt may Việt Nam sẽ trở nên cạnh tranh hơn. Tổng giá trị xuất khẩu có thể tăng thêm từ 4,04% và nhập khẩu tăng thêm 3,8% vào năm 2035. Tổng số việc làm tăng thêm hàng năm khoảng 20.000 đến 26.000 lao động. Đặc biệt, trong trường hợp đáp ứng được các điều kiện về nguyên tắc xuất xứ, dệt may Việt Nam dự kiến tăng gấp đôi thị phần tại thị trường các nước CPTPP. Hiện nay, EU là đối tác thương mại quan trọng, là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Trong năm 2019, lượng hàng hóa xuất khẩu qua đường biển đạt 20,5 tỷ euro, đường hàng không đạt 14,5 tỷ euro, đường sắt đạt 671 triệu euro, trong khi nhập khẩu qua đường biển gần 6 tỷ euro, đường hàng không khoảng 3,6 tỷ euro và đường sắt là 9 triệu euro. Trước diễn biến dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng, châu Âu trở thành tâm dịch của thế giới. EU đã thống nhất với đề xuất của Ủy ban châu Âu thông qua một kế hoạch chung đóng cửa biên giới khu vực lãnh thổ EU trong vòng 30 ngày. Điều này chắc chắn ảnh hưởng nặng nề vì hiện nay Việt Nam xuất khẩu 60% lượng hàng hóa sang EU bằng đường biển, 39% bằng đường hàng không.
Đối với ngành dệt may thì chúng ta một năm có thể sản xuất được khoảng cỡ 50 tỷ đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, khoảng giữa tháng 3 vừa qua thì các cái vấn đề về vướng mắc về cung cấp nguyên phụ liệu từng bước đã cải thiện. Tuy nhiên thì đến trong vài ngày vừa qua thì các cái nhà mua lớn ở các cái thị trường như Mỹ hay là EU ấy, thì đã có các cái yêu cầu là đối với các cái đơn hàng trong tháng 3, hủy một số đơn hàng trong tháng 3 và hoãn và dừng đơn hàng trong tháng 4, tháng 5 và đơn hàng trong tháng 6 thì tạm dừng chưa đàm phán. Tôi cũng đã có đề cập đến vấn đề này trong cái cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ và chúng tôi đã báo cáo với Thủ tướng, đề xuất với Thủ tướng một số cái biện pháp trước mắt ấy, là cho phép là phát triển mạnh cái ngành công nghiệp dệt may đối với cái sản phẩm của khẩu trang vải mà cả kháng khuẩn và kháng cái giọt bắn. Và trên thực tế thì chúng ta đã biết rằng là về khía cạnh về mặt chuyên môn thì cái khẩu trang vải kháng khuẩn và kháng giọt bắn có công dụng cũng rất cao và có hiệu quả cho người dân trong phòng chống bệnh, cái dịch bệnh này. Và chính vì vậy với các khuyến nghị của Bộ Y tế thì cái khẩu trang vải kháng khuẩn và kháng giọt bắn hoàn toàn có thể trở thành một cái sản phẩm mới của ngành công nghiệp dệt may với cái thị trường rất lớn của 100 triệu dân ở trong nước. Nhưng bên cạnh đó thì thị trường của thế giới cũng đang rất cần các cái khẩu trang kháng khuẩn và kháng giọt bắn này, cũng như là các cái vật phẩm y tế khác để phục vụ cho nhu cầu phòng chống dịch bệnh. Và chính vì vậy thông qua các cái nắm bắt và thực tế ở thị trường cũng như những yêu cầu cụ thể của các doanh nghiệp thì chúng tôi đã đề xuất và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ cho phép một số các giải pháp phát triển cái ngành công nghiệp sản xuất các cái khẩu trang vải kháng khuẩn và kháng giọt bắn. Bởi vì công suất trước mắt của chúng ta hiện nay là chúng ta có thể sản xuất hàng tháng là tới 40 triệu khẩu trang. Và với cái nguồn là cung nguyên liệu và sản phẩm, nguồn nguyên liệu đầu vào chúng ta hoàn toàn tự chủ và có thể cung ứng được. Mới đây liên quan đến việc châu Âu đóng cửa biên giới gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp, Bộ Công Thương cho biết hiện vẫn chưa có hạn chế nào của các cơ quan chức năng EU hay Mỹ dừng nhập hàng dệt may của Việt Nam. Điều này chỉ đơn thuần là quyết định của các nhà mua hàng tại các thị trường này gặp khó khăn từ dịch COVID-19. EU đóng cửa biên giới chỉ là biện pháp đảm bảo sức khỏe người dân. Chính sách này không tác động trực tiếp tới xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, EU. Năm 2019, ngành dệt may đã chịu nhiều khó khăn do xuất khẩu bị ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 39 tỷ đô la Mỹ, hụt 1 tỷ đô la Mỹ so với mục tiêu đề ra từ đầu năm. Dự báo 2020 còn khó nữa, khi sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã lan rộng tới tất cả thị trường nhập khẩu chính yếu của hàng dệt may Việt Nam như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây sẽ là thời gian ngành dệt may cần tái cơ cấu lại ngành và đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ để khi dịch COVID-19 được đẩy lùi, ngành dệt may có thể tận dụng lợi thế để phát triển xuất khẩu.